tắm ở gì? Dạ, chào anh ạ. Dạ, cháu nó bơi. Dạ. Hôm nay bơi rằng là cái gì? Hôm nay là bơi siêu rồi ạ. Buổi đầu ba dạy cháu đã tập được, cháu đã bơi được luôn rồi. Thấy bà già bơi được đó, bây giờ mới thấy.